Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 451 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Hồng Vận. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đào Hồng Vận, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là năm thứ hai trong nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ còn rất nhiều. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong vai trò là Bí thư Huyện ủy Văn Giang, một huyện phát triển của tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lan tỏa trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong toàn Đảng bộ để cùng tập thể thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển toàn diện.